Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp. Nè, ở trên tay của mình hiện giờ đang cầm cặp kính dành cho xe cấp đèn vuông. Cấp đèn vuông là bao gồm có tấm 2, tấm 2, tấm 3, tấm 4, custom DD. Đó là xe cấp đèn vuông nha. Đặc biệt các bạn muốn gắn cho đèn tròn cũng được luôn nha. Nhưng mà nó sản xuất theo xe đèn vuông, chúng ta gắn xe đèn vuông nha. Trên tay của mình đang cầm hai cặp, bên tay phải của mình đây là cặp kính đèn vuông tháo trong xe ra, tháo trong xe. Giờ bên tay trái của mình là cầm cặp kính hàng nhập mới da băng trong hộp. Đó thì có hai loại để anh em lựa chọn. Một cái là mới tinh như đít ngọc trinh. Đó, còn một cái là xấu xấu như con gấu. Đó. Thì các bạn lựa hai cái nha. Đây mình sẽ lên video hai cái cho các bạn coi. Kiến tháo xe thì cái chân kiến nó sẽ hơi hơi mè một chút đó, rồi phần nhựa của nó thì hơi thô thiển một chút. Giá thì cái kiến nhập mới nó gấp đôi so với cái kiến tháo xe nha. Nhựa thì đẹp hết, anh em nào mà xe vừa vừa thì chúng ta gắn cặp kiến tháo xe nha các bạn. Xe vừa vừa chúng ta gắn cặp kiến tháo xe đó. Kiến là láng đẹp nha. Đó, không nứt, không vỡ, không chảy xước. Đó. Rồi còn cái phần cái ông nội này thì chắc là không cần phải nói rồi, nó nằm trong bịch mà. Ông nội này thì nó nằm trong bịch, chưa có gắn xe nha các bạn. Chưa gắn xe. Phần kiến thì bao đẹp cho các bạn. Phần sau lưng này nè. Nhìn phần sau lưng. Nhìn bá cháy bộ chét luôn. Đó. Rất là đẹp nha. Cặp kiến thì nó cũng mới toan luôn. Đây gọi nữa. Rồi, anh em nào có nhu cầu các bạn gọi trực tiếp số điện thoại phía trên màn hình. Phương thức mua hàng nhớ anh em nữa ở khu vực Sài Gòn, chúng ta quay trực tiếp bên shop để mua. Nhớ anh em nữa ở xa thì chuyển khoản, bên mình ship bưu điện. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cấp hàng ngày nha. Cảm ơn tất cả các bạn.